Kính thưa quý vị, mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới, nỗi lo về tài chính của nhiều gia đình lại tăng lên. Nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại đang có con theo học các trường cao đẳng, đại học và học nghề. Để giới tiếp ước mơ đến trường cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện cho các gia đình có nhu cầu vay vốn được tiếp cận, triển khai giải ngân gói vay theo chương trình cho vay học sinh sinh viên của Thủ tướng Chính phủ. Gia đình bà Bô Xà Bon là hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên. Tuy nhiên, bà Bon vẫn cố gắng tạo điều kiện để hai người con đi học đại học, với mong muốn sau này các con sẽ thoát khỏi cảnh đói nghèo. Để có tiền lo cho hai con ăn học, bà Bon đã làm hồ sơ vay vốn từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Gia đình giờ rất là khó khăn mà giờ hai đứa con học đại học, không có vốn cho hai đứa học. Nhờ vay vốn ngân hàng, chính sách, gần này vay được 40 triệu, giờ lo cho hai đứa, đóng tiền cho hai đứa học, rất là vui. Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Phong Trần cũng là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp. Cuộc sống của gia đình ông chủ yếu dựa vào công việc làm thuê, làm mướn. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi thêm đàn heo, nhưng thu nhập không đủ để lo cho hai người con theo học tại trường Trung cấp Y tế Tây Ninh. Mỗi năm trước thì cái học phí thì rất thấp, còn năm nay thì học phí thì cao, thì giờ ngân hàng chính sách cho vay vốn, gia đình cũng có đóng tiền cho con đi học, không có nguồn vốn thì chắc con tôi cũng không có đóng tiền học được. Từ khi quyết định số 157 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên được triển khai, điều này đã trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho những học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học, giúp các em theo đuổi ước mơ, hoài bão, tạo dựng tương lai, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Tại Tây Ninh, tính đến cuối tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho hơn 10.300 học sinh sinh viên vay vốn, với dư nợ đạt hơn 487 tỷ đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách cấp huyện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho hộ gia đình thuộc đối tượng có nhu cầu đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Mục tiêu của ngân hàng là đáp ứng đầy đủ kịp thời nguồn vốn cho học sinh sinh viên, giúp hỗ trợ cho các em viết tiếp cái ước mơ học tập của mình để sau này có tương lai tốt đẹp hơn. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chỉ cần có quyết tâm và khát vọng, ước mơ được đến trường của những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ trở thành hiện thực, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường đến trường.